Xin chào các bạn. Nói thật với các bạn là cầm 4 triệu đồng tay mà muốn mua máy tính bảng thì iPad luôn luôn là sự ưu tiên số 1. Thì với tầm tiền đó các bạn sẽ mua được những con máy tính bảng có cấu hình không quá cao. Tuy nhiên, sự ổn định và sự tối ưu của iPad OS nó có thể bù đắp được vào những cái khoảng trống này. À mà thôi, không lòng vòng nữa. Mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc iPad E1. Một chiếc iPad đã 7 năm tuổi rồi. Thế nhưng cho đến bây giờ nó vẫn là một chiếc iPad cực kỳ đáng mua và là một sự lựa chọn rất hoàn hảo. Thì nó hoàn hảo như thế nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu video. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua giá bán cụ thể. Hiện tại cửa hàng Vietablet đang bán mẫu iPad này với giá 3,7 triệu đồng, có bảo hành đầy đủ 6 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. Phải nói rằng đây là một mức giá hợp lý cho những bạn nào kinh tế không cao hoặc đơn giản là không muốn chi quá nhiều tiền vào một chiếc máy tính bảng. Với tầm tiền này, các bạn sẽ có được một chiếc iPad với kích thước là 9.7 inch, khối lượng là 469g, hợp lý và cân đối so với kích thước tổng thể của cả chiếc máy. Khi cầm trên tay thì mình cảm thấy chiếc iPad này nó không hề quá nặng. Đúng theo truyền thống của dòng iPad Air, màn hình của chiếc máy này nó có cái viền dày cho nên khi cầm trên tay thì sẽ không bị chạm tay vào màn hình. Nói chung là ổn định. Mặt lưng của chiếc máy được làm từ chất liệu nhôm nguyên khối, nó hạn chế được dấu vân tay và các vết bắn cực kỳ tốt. Cảm giác cầm thì khá là mịn tay. Nói thật với các bạn là các trải nghiệm cầm nắm của chiếc iPad giá rẻ này mình không thể nào chê vào đâu được. Nếu như có chê thì phải chê ở khía cạnh thẩm mỹ, đó là chúng ta có ở đây một cái viền anten hết sức đặc trưng của nhà Apple. Trên các dòng sản phẩm iPad tầm thấp giá rẻ cho nên trông nó không có được cao cấp cho lắm. Nhưng mà nếu các bạn có thể chấp nhận được điều này thì đúng là không còn điểm nào có thể chê được ở phần thiết kế của chiếc iPad E1 nữa rồi. Về cấu hình của chiếc máy thì nó chạy con chip Apple A7, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB, màn hình IPS LCD chống lóa có độ phân giải là 1536x2048px. Với cấu hình như vậy thì mình xin khẳng định một điều, đó là các bạn không thể nào chiến nổi những tựa game đồ họa nặng như là Liên Quân hay là PUBG. Mà với tầm tiền này, các bạn muốn chiếc máy tựa game đó, các bạn sẽ phải tham khảo những dòng smartphone như là LG G7 hay là LG V30, LG V40, nó sẽ ok hơn. Các sản phẩm này hiện cũng đang được bày bán tại cửa hàng Vietablet với mức giá rất tốt, bảo hành đầy đủ. Còn về chiếc iPad này, nó sẽ dành cho các chị em thích cày phim, dành cho các cô, các chú, các bậc phụ huynh thích hát karaoke, hay là cho các bé em, bé nhỏ xem hoạt hình, học tiếng Anh hoặc là giải trí nhẹ nhàng. Phải nói là cái màn hình Retina này của con iPad nó cực kỳ xịn các bạn nha. Khả năng hiển thị của nó rất là tốt, chất lượng hình ảnh, chi tiết, màu sắc thì có độ tương phản ổn định. Dưới điều kiện ánh nắng mặt trời thì tấm màn nó vẫn hiển thị tốt nhờ vào cái độ sáng màn hình khá là cao. Những thứ này nó mới thực sự là điểm cộng của con iPad Air chứ nó không phải là về hiệu năng. Loa của chiếc iPad E1 này theo mình đánh giá là 7/10, một cái mức âm lượng không quá to như những dòng iPad Pro mà nó sẽ vừa đủ nghe cho người đang sử dụng. Về còn chất âm thì nó có thể đáp ứng tốt ở mức cơ bản, có nghĩa là âm thanh nó sẽ rõ ràng, nó sẽ trong trẻo. Còn câu chuyện mà bass rồi treble rồi sập sình bập bình các thứ thì các bạn nên quên đi, không có trên chiếc iPad này đâu. Nhưng mà bù lại, nếu các bạn thích âm thanh xịn sò hơn nữa thì các bạn có thể mua những chiếc tai nghe cao cấp, sau đây các bạn tận hưởng bằng cách cắm vào đây. Wow, chiếc iPad Air này nó có hỗ trợ cả sắt cắm tai nghe 3.5mm bạn nha. Rất là tiền lời. Đấy, cái này xem như là bù đắp vào cái sự thiếu hụt của cái loa. Ngoài ra thì cảm ứng của chiếc máy theo mình đánh giá là siêu mượt. Nó phản hồi cực kỳ nhanh, thao tác vuốt lướt êm ái. Mình bật hẳn 10 tab vậy mà đa nhiệm của chiếc máy nó vẫn chạy phà phà, không gặp bất kỳ hiện tượng đơ hay là giật lag nào. Quả thực là tuy chỉ có thanh RAM 1GB, các bạn sẽ bị hạn chế khá là nhiều về hiệu năng cũng như là hiệu suất sử dụng. Thế nhưng Apple đã tối ưu trải nghiệm người dùng thực sự đỉnh cao các bạn. Về camera, chúng ta có ở đây một cam sau 5MP, một cam trước 1.2MP. Chất lượng cam chụp thì phải nói là nó là một điểm trừ của chiếc iPad Air này. Hình ảnh bị vỡ, bị noise rất là nhiều. Cái này thì phải chấp nhận thôi, bởi vì dù sao thì nó cũng 7 năm tuổi rồi. Các bạn nếu như muốn cam xịn hơn thì nên lựa chọn những dòng iPad Air cao hơn. Nhưng rất may là cái thời lượng pin của nó khá là ngon lành, với dung lượng hơn 8600mAh. Cộng thêm khả năng tối ưu của hệ điều hành iPadOS thì viên pin của chiếc iPad E1 nó vẫn ngon lành phết các bạn. Mình thử bật YouTube suốt 1 tiếng đồng hồ, mát độ sáng, mát cả loa mà viên pin nó chỉ hao đúng 21%. 21% trong 1 tiếng đồng hồ. Wow, ấn tượng quá các bạn. Ê, đó là chưa kể sau 1 tiếng đấy mà chiếc máy nó mới chỉ ấm ấm lên thôi các bạn.
nhiệt độ thì nó sẽ tập trung hết ở cái phần logo, ở cái phần mặt lưng của chiếc máy, cho nên cái tay cầm hai bên này nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chúng ta sẽ không gặp hiện tượng gọi là bị nóng tay, nói chung là rất là dễ chịu. Chưa hết, chiếc iPad 7 tuổi này nó còn được hỗ trợ cập nhật tới iOS 12.4.8. với hệ điều hành thế hệ thứ 12 này thì các bạn có thể yên tâm mà xài mượt và êm những tác vụ giải trí cơ bản nhẹ nhàng trong ít nhất là từ 2 đến 3 năm nữa. Chỉ cần các bạn đừng tải quá nhiều app, bởi vì dù sao nói gì thì nói thì RAM của nó, ROM của nó cũng chỉ có 16GB thôi. Chỉ cần các bạn để tràn bộ nhớ hoặc là các bạn để cho nó gọi là gần đầy bộ nhớ thì máy nó sẽ đơ và giật lag ngay. Đây là hiện tượng chung rồi, con máy nào nó cũng vậy. Đấy, cho nên mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên duy trì trong khoảng từ 10 cho tới 12GB là được. Tổng kết lại thì iPad Air 1 nó là một chiếc iPad giá rẻ, phải nói là quá rẻ, nhưng mà nó lại có thể mang đến những trải nghiệm lướt web, nghe nhạc, đọc báo, xem phim, đa nhiệm hoặc là cảm ứng, vuốt lướt các thứ. Phải nói là không một chiếc máy tính bảng nào trong tầm tiền này có thể so sánh được với nó. Còn nếu các bạn thích những chiếc iPad có hiệu năng khỏe hơn, có RAM to hơn, có bộ nhớ trong bự hơn để có thể tải được nhiều ứng dụng hơn, chạy được các ứng dụng nặng hơn, thì các bạn nên cân nhắc lựa chọn chiếc iPad Air 2 tiền nào của rẻ thôi các bạn. Đảm bảo các bạn là nó sẽ đắt hơn nhưng mà nó sẽ mang đến hiệu suất chắc chắn, không làm các bạn phải thất vọng. Và đây cũng chính là toàn bộ video mà muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như và nhấp vào chuông báo để ủng hộ tụi mình. Nếu như có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment phía dưới, tụi mình sẽ rep ngay lập tức. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.